Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Phan Official. Mình chúc tất cả quý vị khán giả có một ngày mới thật là bình yên vui vẻ nha các bạn. Hôm nay mình chia sẻ một cái video về một cái kênh YouTube mà trước đây bị cộng đồng mạng và phụ huynh tẩy chay đó các bạn. Thì vụ việc vừa qua cũng gần một tháng rồi, hiện tại thì cái kênh này đang chuẩn bị quay trở lại nha các bạn. Nhưng mà mục đích của kênh này quay trở lại là không bật kiếm tiền mà chỉ mục đích khác. Khi mình nói đến đây chắc là tất cả bậc phụ huynh đều biết ha các bạn, vì cái kênh YouTube của Thơ Nguyễn thì được lòng tất cả các em nhỏ, và đồng thời một cái thời gian khá dài kênh này đạt rất là nhiều lượng view các bạn ơi, và đồng thời lượng subscribe có hơn 8,81 triệu lượt theo dõi. Khi vừa qua lùm xùm cái vụ mà video xin vía học giỏi đó thì bùng nổ trên mạng xã hội, nữ YouTube này đã quyết định tạm ẩn tất cả video trước đó. Và từ khi mà thành lập vào ngày 6 tháng 3 năm 2016 đến nay thì kênh của Thơ Nguyễn đã đạt gần 6 tỷ lượt xem. Mỗi tháng kênh này có thể thu về gần là 420.000 đô. Cái phải nói là một cái lượng fan hết sức là khủng khiếp các bạn ơi. Đây là một trong những cái kênh mà nổi tiếng đình đám ở Việt Nam, và đồng thời lượng theo dõi của trẻ em rất là cao. Mặc dù làm video theo hướng trẻ em nhưng kênh của Thơ Nguyễn không ít lần bị dư luận chỉ trích về các nội dung không lành mạnh. Cụ thể vào năm 2017, Thơ Nguyễn đã đăng tải một đoạn video về tiêu đề Thí nghiệm đun lon nước và cái kết. Nội dung bao gồm những hình ảnh dùng lửa đốt 4 lon nước ngọt và bia để chứng kiến hiện tượng xảy ra. Thì các bạn thấy là khi mà bia mà dùng lửa bật đốt như vậy thì có thể các bạn cũng đoán được như thế nào rồi. Nó gây ra cái sự cháy nổ là rất là phản cảm đối với trẻ em ha các bạn. Nếu như một ngày nào đó mà con của bạn có thể là bắt chước làm theo điều này thì rất là nguy hiểm. Kênh YouTube này còn đăng tải nhiều video thử nghiệm nguy hiểm như là bỏ đá khô vào chai nước gây nổ, các nội dung thử thách 24 giờ như là 24 giờ sống lên đên trên hồ nước, và 24 giờ trong giấy, trong gầm bàn, trong nhà phao, 24 giờ sống ở bãi rác, vân vân. Và nhiều video xảy ra như vậy, cho nên là cộng đồng mạng hầu như là phản ứng dữ dội và không muốn con em của mình xem những cái video mà không lành mạnh như vậy. Giả sử một ngày nào đó không có phụ huynh ở bên cạnh và con em ở nhà có thể làm theo những cái thử thách này thì rất là nguy hiểm cho trẻ em. Những nội dung này được dư luận chỉ trích và không mang lại giá trị giáo dục cho trẻ em. Mặc dù là kênh Thơ Nguyễn có nhiều kinh nghiệm và đồng thời rất là nhiều fan hâm mộ, nhưng mà cũng không tránh khỏi những cái sai sót ha các bạn. Thì vào cái thời mà đỉnh điểm Thơ Nguyễn bị phụ huynh tẩy chay, cơ quan pháp luật phạt 7,5 triệu đồng về việc mà đăng clip xin vía học giỏi trên YouTube của mình. Sau vụ việc này, Thơ Nguyễn đã lên tiếng xin lỗi cộng đồng mạng vì quá tự tin dẫn đến là đăng video gây nhiều hiểu lầm, và đồng thời tất cả phụ huynh là không đồng tình, cuối cùng tẩy chay và cũng bị phạt. Và sau đó thì Thơ Nguyễn đã xin lỗi các em, xin lỗi các bậc phụ huynh và cuối cùng là khóa kênh và ẩn tất cả những video. Thì sau một tháng, kênh Thơ Nguyễn đã trở lại. Cụ thể là tối ngày 12 tháng 4, kênh YouTube Thơ Nguyễn đã mở lại sau một tháng bị tẩy chay vì cái clip Cô Ma Thông xin vía học giỏi cho các em nhỏ. Trong dịp trở lại làm YouTube lần này thì Thơ Nguyễn không xuất hiện mà chỉ có Bảo Bảo, một thành viên của ekip từng kề vai sát cánh với Thơ Nguyễn trước đó ha các bạn. Anh cũng chia sẻ anh và Thơ Nguyễn đã đi được 9 trên 10 chặng đường rồi, chỉ còn 1 triệu lượt đăng ký nữa thôi. Anh sẽ nghĩ đây là một phần thưởng cực kỳ có ý nghĩa cho chị Thơ, Bảo Bảo chia sẻ trên video ha các bạn. Phải nói là một cái lượng mà fan khủng khiếp luôn các bạn ơi. Chỉ còn 1 triệu lượt đăng ký nữa thôi. 1 triệu lượt đăng ký các bạn thấy tìm đâu phải dễ đâu các bạn, không dễ dàng chút nào ha. Tuy nhiên kênh của Thơ Nguyễn thì rất là nổi tiếng, cho nên được tất cả trẻ em ở trên Việt Nam cũng như là hải ngoại rất là yêu mến. Bảo Bảo cho biết anh chỉ làm clip mà không có Thơ Nguyễn, không bật kiếm tiền với hy vọng sẽ đạt được nút kim cương trong thời gian tới. Đây là mục đích mà kênh Thơ Nguyễn trở lại và đeo đuổi ha các bạn.
Theo Bảo Bảo, dù đã ra sức thuyết phục nhưng Thơ Nguyễn vẫn không đồng ý quay trở lại. Chắc có lẽ là Thơ Nguyễn lần này bị ảnh hưởng tinh thần, có lẽ là nghỉ ngơi sau thời gian dài rồi cô ấy có thể là quay trở lại với những cái gì mà tất cả trẻ em đang mong đợi. Tuy nhiên cái việc mà trở lại có làm gây ảnh hưởng gì tới phụ huynh nữa hay không, hay là những cái clip đã xảy ra như vậy, thì có lẽ là ekip cũng như là tất cả mọi người ở trong cái ekip làm YouTube đó cũng có nhiều cái kinh nghiệm và đồng thời không có tái phạm như vậy nữa ha các bạn. Chỉ sau vài giờ đăng tải, đoạn video trở lại của kênh Thư Nguyễn đã thu về gần 200.000 lượt xem và rất nhiều bình luận của các trẻ em. Các bạn thấy là cái kênh Thư Nguyễn rất là được yêu mến từ cộng đồng mạng cũng như là tất cả những trẻ em, con em của chúng ta. Tuy nhiên, sau vài lần bị vấp ngã, giống như là một số cái video mà cộng đồng mạng không đồng ý và bậc phụ huynh cũng không đồng tình, thì hy vọng trở lại lần này tất cả những ekip của kênh Thư Nguyễn rút kinh nghiệm và sẽ làm những cái video mà có những cái tính giáo dục hơn cho trẻ em ha các bạn. Đây là khi trở lại, hy vọng là cái điều đó không bị ảnh hưởng cho tất cả những phụ huynh ở trong nước cũng như là ngoài nước, để hỗ trợ giúp cho các em nhỏ có những cái niềm vui, hoặc là khi mà xem video thì cũng có nhiều cái sự giáo dục ở nơi đó ha các bạn. Rồi xin phép các bạn mình dừng video ở đây. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.